Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Clip này thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 VIP hàng fake của Inferno. Cái này ở bên China thì người ta liệt kê nó vào những cái khẩu súng cực kỳ hiếm mà mình hay gọi đó là sách đỏ. Ý mày hư cấu, hàng fake lại hiếm hơn hàng thật. Cái này mình thấy nó bán đúng một lần trên cái web, mà web đấy thì đầy sự hút máu rồi. Mình nghĩ là anh em sẽ không nạp tiền vào lấy cây này. Khi mà một khẩu súng được đưa lên đấy thì khẩu súng đấy cực kỳ hiếm và rất khó để lấy được, trừ phi các bạn nhiều tiền thôi. Còn không thì cứ nhìn thôi. Rồi gì đấy, tuy nhiên hứng chó lao ra chém zombie đây mà. Ai, người ta gọi đấy là ngu còn tỏ ra nguy hiểm đấy. Rồi thôi xong rồi. Gì đây, biết ngay mà. Thấy cái biểu tượng Terminator, Nó lao đến như tốc độ bàn thờ. Rồi thôi xong rồi. May quá, cái không lại mất bà nó cái giáp. Rồi mình thấy bom của hủy diệt đây rồi. Ơn rồi, hủy diệt đây rồi. Mới nói nó hứng chó một tí thôi, thế nó hổ báo đuổi theo. Đấy, bây giờ làm sao? Làm sao thì làm xem nào. Rồi, nghĩ gì? Lại đây. Sao chết vậy nhở? Thằng kia trên kia nó soi kinh quá. Bạn ơi, bớt thôi, kẻo rôm nó móc chết đấy. Mình không cover đâu. A hi hi. Rồi, đây rồi. Vẫn nhây, quyết định là đuổi theo với mình. Rồi, thủ dài thế. Ui, kinh tật đi chứ. Mình cứ tưởng. Rồi tôi xong rồi, may quá. Hư cấu. Pha đó sao nó không cào mình nhỉ? Đấy, anh em lại bảo mình dàn xếp trong này rồi. Chắc là diễn sâu. Rồi gì đây. Rồi tôi xong rồi. Đứng mút kêu chùa. A hi hi. Làm gì cơ? Thôi cho mình mút tí thôi mà. Làm gì mà căng. Rồi té đây. Ui, cái gì đấy? Bốc lốp này. Thôi, mình ngửi thấy mùi mắm tôn ở đây rồi. Ui, ghê đấy nhở. Thế mèo, thôi, té. Đóng thế. Thôi tách ngay ra chúng nó. Không thể đi với chúng nó được. Người như mình, chân dài mà. Phải đi với những người chân dài. Còn bọn chân ngắn này thì còn lâu nhá. Ui gì? Ui ôi, mày. Thật là VL. Đi luôn này. Rồi mình chết thì bạn phải đi theo thôi. Đó là điều dĩ nhiên. Xin chia buồn. Đây rồi. Tuy nhiên hero vẫn nhây trên cái đấy. Bạn sẽ chết thôi. Úi dồi, nhây đấy nhở. Hay lắm đêm à. Bố mày lại sợ mày quá đấy. Đâu rồi, úi dồi, rớt xuống rồi. Mình cứ tưởng là bạn đứng trên đấy cơ. Nếu bạn mà rớt xuống thì y một mả zombie nó đang chờ trực bạn xuống. Bạn xuống làm cái gì? Pha đấy tự dưng nhảy xuống thì đúng là sai thật ý. Pha đấy kiểu gì mình cũng chết sống ở trên thôi. Chết hay sống gì cũng phải ở trên là người của cái đồi đấy rồi. Cái đấy người ta gọi là cái gì ta? Cái bên này đấy. Rồi, chết sống là người ở đây. Chứ đừng đi chỗ khác. Rồi đừng chen nhau đi nhá. Bên này chen nhau đi dễ sấp mặt quá. Lúc thì cản thì nó không cản. Lúc không cần cản thì nó lại cản mình. Úi dồi, cắm thế. Gì đây? Úi dồi. Này thì rung non. Yếu rồi còn ra gió ấy. Nghĩ gì? Cứ cào cấu như đang phê thuốc thôi. Thôi mình đã chữa bạn hết bệnh phê thuốc nha. Rồi bạn hết sida thì bạn nhớ lại đây cảm ơn mình. Rồi tiếp tục thằng tơ nào. Giết nốt thằng tơ qua trận khác thôi. Ít zombie quá. Bắn không bỏ tay. Bắn không bỏ xừ. Mất công đi săn cho nó mệt người. Kết thúc thôi. Chúng ta cần kết thúc. Rồi nhấp nháy thôi nha. Bắn nhấp nháy thôi nha. Nhấp nháy thôi nha. Đi luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Nhưng mà nhanh quá. Cuộc tình dù đúng dù sai, nhưng một trận zombie nó qua nhanh quá à. Rồi tuy là fake nhưng mình bắn nó cũng như hàng thật thôi mà. Cảm giác là cái skin bên ngoài nó thay đổi nhiều thôi. Không phải thay đổi nhiều nhưng nó không đẹp bản. Nó không có một cái con mắt thần. Con mắt huyền thoại mình rất là thích thú. Mỗi khi sờ vào. Đấy. Đây, nói như kiểu là ti đấy. Anh em đừng nghĩ 18 cộng quá nhá. Mình thì mình nghĩ theo chính xác là nó là kiểu như là một viên kim cương thôi. Mình sờ vào nó. Rồi. Lại SKT này. Đùa thật đấy chứ. Tuy nhiên này nãy cầm tơ, bây giờ cầm cương thi. Thôi bạn ơi, tha cho mình. Mình biết là mình lọt vào cái con mắt xanh của bạn rồi. Nhưng bạn đừng có sồn sồn với mình. Đấy, thằng đấy cố gắng giết mình cho bằng được ấy. Lạ thật.
lại té lên đây. Mình có cảm giác bất an rồi đấy. Có sai đâu. Trời ơi là trời. What the hell? Sao nó lại chọn mình nhỉ? Mà cái arc này thì arc mượn. Cảm ơn bạn Đạt đã cho mình mượn nha. Mà cái arc này là arc mượn mà. Mới chơi luôn, mới chơi đúng ngày hôm nay. Thế mail là đâu có người biết mình được. Mà biết thì nó chat lên rồi. Có một sự đầy hư cấu ở đây. Đây đây. Ui trời ơi. Bắn nhầm. Trời ơi là trời. Mình để cái nút đấy thật là phế quá. Mình không biết là di chuyển cái nút đấy ra chỗ nào. Tại vì mình quen rồi. Cái nút cận chiến mình để bên cái nút bắn đi. Pha đấy tự dưng lao vào mà ấn nhầm nút bắn. Anh em nhìn lại ấy. Thằng nào mà chửi không nhìn rõ thì có thể tua lại. Mình pha đấy mình lao vào là mình vào lao vào nó và mình bắn đấy. Lại đây. Bố mày sợ mày quá đấy. Hơi bị run tay. Mình sợ thằng kia nó chém mình. Ghê quá. Cầm hủy diệt mà bị nó chém chết thì đúng là mắc run tay. Anh em lại chửi mình ngu. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Mày là của bố. Ok, mình phải qua trận khác đây. Nãy ít zombie quá mình không thể bắn được. Săn mà ít zombie thì chơi làm cái gì cho nó mệt người. Qua trận khác, săn cho nó sướng mắt. Ấy chứ nhầm sướng tay ấy nhở. Mà tay với mắt như nhau hả? Chơi game này tay mắt như nhau cả thôi. Nói chung là sướng người, sướng tay. Đỡ phải quay tay. Đấy. Rồi, thôi xong rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Tôi vừa nhìn thấy cái gì đây? AFK này. Đây rồi, úi dồi trai xin CT. What the fuck? Là cái tên bựa vậy. Rồi đây. Úi dồi, what the hell? Mới bắn vào đầu 500 thôi. Tính xuống liếm. Liếm không kịp ạ. Bọn này nhanh thật đấy chứ. Rồi bọn tên thùng hàng kìa, lùa chúng nó đi. Thùng hàng kia. Đừng có đuổi những người đi săn bạn ơi. Tội chúng nó. Úi dồi, thằng hủy diệt. Đi mệnh đứng qua. Úi dồi, may quá. Ơ, cái đi mệnh tiểu tí nữa. Pha đấy mình sợ cái thằng hủy diệt thôi. Chứ thằng hủy diệt mà nó không nhây với mình là mình lên mình chém chết thằng đấy rồi. Nên là mình không để nó để trứng đâu. Tự dưng nó chuyển sang con hàng fake của con mực. VTC game bị mệnh. Đây là VNG. Đặt tên hơi bị sai rồi bạn ơi. Này thì nhây này. Yếu. Mà còn ra gió. Thì bảo sao thì không chết. Rồi. Mấy con giống non hứng chó nhỉ. Cái béo của lao ấm ấm ấy chứ. Lại đây, rồi hàng fake này sao nó không lên được ta. Thế mèo nào. Rồi nó qua được rồi. Thôi bọc hai đầu. Hai bác lại chim chuột với nhau đi à. Ô, sao lại không. Ôi, bọn này nó chê nhau kìa. Một con màu đỏ, một con màu đen. Thế mèo lại không hợp nhau. Mình thấy cái tông đỏ với đen nó hợp nhau mà. Thế đeo nào. Mình nhường chỗ cho chúng nó chim chuột với nhau mà nó lại không thích. Ô, thằng này qua. What the hell gì đây? Sao úp mặt vào tường? Ôi dồi, yếu máu rồi. Yếu máu rồi. Buồn cười. Ôi tờ. Buồn cười vãi cả hàng. Ôi dồi, gì đấy? Thôi. Thôi xong rồi. Buồn cười vãi cả hàng anh em ạ. Thế em eo đâu? Nó biết nó yếu. Nó lao vào ấm đi chứ. Nhưng nó nhìn lại cái thanh máu. Nó biết mình yếu. Và nó thụt lùi. Và thế lại xa dần. Nắng ấm xa dần, bỏ lại ấn ST đứng một mình. Mình ca hơi bị ngu. Ô đùa, thế đeo nó lại tơ thế này. Rồi không sao, cầm tơ cân cả phòng. Thôi nói thế thôi, nó té ngay kìa, thằng này tỉnh phê chứ. Mắc tỉnh luôn. Này thì nguy hiểm này, lên đây làm cái gì, thẩm du à. Rồi bố mày lại sợ mày quá. Rồi thương quá cơ. Yêu lắm. Rồi tôi xong rồi hết đạn thôi. Ai bảo xây cho lắm làm cái gì. Đến lúc cần đạn lại không có. Thanh niên chơi thẩm du của năm. Rồi thì đây. Mình thấy bạn rồi nhá. Tôi xong rồi. Mình đớp thính thôi. Thả thính mà bảo người ta không đớp là không được. Thính là phải đớp. Có một anh bảo mình là người ta rải thính thì phải đớp. Đỡ mất công người ta rải thính. Phí công lắm. Đấy. Như thế người lại bảo mình lại không tôn trọng người ta. Cái gì đấy. Trời ơi. Bạn ơi, do đen thôi. Sorry bạn hiền.
mình sẽ clear thanh niên nữ thần bảo thú. Anh em hay gọi nó là một cái tên cực kỳ thân thương ấy. Mình thấy thân thương vừa lờ. Đấy, nhìn là yêu thôi. Mà yêu thì phải tới. Bạn ơi, chúng mình bất chấp hết tới với nhau đi. Đây rồi. Hay là bất chấp hết yêu nhau đi em. Hay là mình cân tất đi em. Ok, nhìn cây này nó xấu xấu quá, nó kiểu như tối tối. Nhìn cây kia thì nó đẹp hơn một tí. Hoa văn họa tiết thì nó vàng, nó nổi bật hơn. Rồi, thanh niên ngồi xuống nhảy qua như đúng rồi ạ. Bạn ơi, đây không cần bung đâu. Mình không cần những người bung ở trong cái phòng này. Ngồi té đây. Đấy, những cái thằng bên cạnh thì không nên đứng với nhau làm cái gì cho nó mệt người. Tại vì chết thì hay chết chùm, mà đứng với nhau thì dễ sấp mặt. Cái gì đây? Anh hủy diệt. Đây rồi, đứng từ xa mà rỉa thôi. Từng máu ra đi. Anh diệt anh không biết mất chỗ nào. What the fuck? Té thôi. Rồi, anh tơ hơi bị nhây ấy nhở. Nhây đấy nhở. Rồi thôi, té. 36 kế. Chuồn là thượng sách, hạ sách thì phải lên thẩm du. Ai? Lại đây. Rồi, thượng sách hay hạ sách thì mình cũng có hết. Mình sẵn sàng tiễn các bạn về phương xa, về với cát bụi, và đặc biệt là về ngủ với Jun. Rồi thôi, xong rồi. Đừng bảo tại sao mình không cover. Mà pha đấy bạn tự dưng nhảy vào mồm nói, bảo sao mình cover được. Phát đấy thì bố mình cũng không cover được, chứ đừng nói là mình. Rồi thôi, xong rồi. Sao lại nhảy mít? Rồi, không qua được rồi. Khám lắm. Cái chỗ này thiên về thẩm du mà. Thế rồi, đi kiếm hàng nào. Đứng một chỗ không hay. Người ta hay bảo là đứng một chỗ hay bị liệt chim lắm. Liệt chim là tại đây. Thôi tôi té rồi. Không lại bị như lúc nãy là thằng tơ nó móc lúc nào không hay. Ủa sao lại qua đấy? Cứ cấu. Hay là mình biến à? Bây giờ không có chỗ chỗ thẩm du thì khoai lắm. Dễ bị móc. Mà không thì kiếm thêm ít kêu cũng được. Chày cối nè. Ủa, cái định mệnh đâu ra vậy? Ơ, what the hell? Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye.